Sư cho con hỏi, nếu ly dục thì sẽ được sanh vào các cõi trời, vậy những người ăn xin cơ nhỡ sẽ được sanh vào cõi trời vì họ có hưởng được dục nào đâu. Quý vị nhớ giùm nha, cái tâm ly dục và thân ly dục nó khác với thân ly dục mà tâm thèm khát các dục. Khi mình sống trong tâm thèm khát các dục mà cái chuyện mình không hưởng được dục chẳng qua là mình không có điều kiện, nhưng tâm của mình vẫn là sống trong cái tâm thèm khát các dục. Cảnh giới tái sanh của vị ấy là cảnh giới ngạ quỷ, là luôn sống trong tâm trạng thèm khát mà không được hưởng. Chỉ có người sống ly dục mà không có trong tâm trạng thèm khát các dục, tức là ly dục nơi thân và ly dục cả nơi tâm, thì vị ấy mới đi được về cõi trời. Cho nên quý vị đấy, những cái vị ẩn sĩ, các vị đó ở rừng sâu núi thẳm, hoặc là các vị sư khi mà ở trong rừng sâu ôm bát đi khất thực, thì các vị đó ly dục nơi thân và ly dục cả nơi tâm, thì như thế các vị đó mới hướng đến được sự giải thoát. Cho nên các sư gọi là đi khất thực, tức là đi xin đồ ăn, nhưng mà các sư không phải là người ăn xin, bởi vì nó khác. Ở chỗ người ăn xin họ sống trong tâm trạng thèm khát các dục, phân biệt cái đó.